Kính thưa quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong video clip chia sẻ các mẫu biệt thự nhà vườn đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà vườn đẹp, một tác phẩm do Kisato thiết kế cho gia đình anh Trần Hùng Cường tại Tân Hưng, Hưng Yên. Xu hướng thiết kế mẫu biệt thự nhà vườn đang được lan rộng hơn bao giờ hết với không gian đẹp của căn nhà, với kiến trúc sang trọng, mẫu nhà ở với các trang trí sinh động, phối cảnh màu sắc nổi bật tạo không gian sống hoàn hảo của nhiều hộ gia đình hiện nay. Ấp ủ mong muốn có một căn nhà khang trang, sạch sẽ để yên tâm sống và làm việc, anh Cường đã lựa chọn công ty kiến trúc Kisato làm đơn vị thiết kế, thi công mẫu biệt thự nhà vườn đẹp. Với lối kiến trúc ấn tượng cùng với đường nét uốn lượn truyền thống mang hơi hướng phong cách kiến trúc tân cổ và hiện đại, mẫu biệt thự nhà vườn đẹp có 4 phòng ngủ này chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đối với gia đình anh. Ngôi nhà với kiến trúc đua ra, thụt vào, phù hợp với kiến trúc tổng quan, mẫu biệt thự nhà vườn mái Thái được giật cấp ấn tượng, được đổ bê tông toàn khối phù hợp với mong muốn sử dụng. Kiến trúc hiện đại của mái nhà được sử dụng thêm vật liệu ốp tường hiện đại, ô thoáng trang trí đẹp mắt, thể hiện được tối ưu chi tiết thiết kế kiến trúc từ đơn giản cho đến phức tạp nhất. Kiến trúc thiết kế nhà mái Thái sẽ giúp tôn vinh lên vẻ đẹp thanh thoát, cao giáo. Sự kết hợp giữa mẫu biệt thự nhà vườn hiện đại, vuông vức và sự nhịp nhàng, mềm mại của mái Thái tạo nên khối kiến trúc hoàn hảo, thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người với kiểu thiết kế kiến trúc tự nhiên này. Về phong thủy, các chuyên gia phong thủy luôn đánh giá rất tốt về nhà mái Thái với dạng hình chóp và có độ dốc tương đối. Xét theo quan niệm phong thủy, mái Thái sẽ giúp gia chủ tránh được hiện tượng tích tụ hung khí. Những hung khí này sẽ ảnh hưởng đến dòng lưu chuyển vượng khí trong nhà, từ đó đem lại may mắn tốt lành cho gia chủ. Với các nguyên liệu pano gỗ kết hợp với kính khiến cho mẫu biệt thự nhà vườn nông thôn đẹp trở nên đầy mới lạ nhưng cũng rất gần gũi. Đặc biệt với chất liệu kính là nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta nhất hiện nay. Khi sử dụng chất liệu kính cho hệ thống cửa, chúng ta cũng có thể thấy được rằng căn nhà đã trở nên sinh động hơn rất nhiều và chất liệu gỗ khiến cho không gian mẫu biệt thự này trở nên đầy mới lạ. Thêm một ưu điểm nữa mà chất liệu kính mang lại đó chính là lối kiến trúc hiện đại được thể hiện rõ nét cùng với không gian sống trở nên thoáng đãng và mát mẻ hơn. Chúng tôi đã bố trí thêm một sảnh đi phụ ở bên trái của công trình để mọi sinh hoạt của các thành viên được thuận tiện hơn. Phần hiên và bậc ngũ cấp được ốp gạch giả đá giúp cho ngôi nhà trở nên sang trọng, xa hoa và đẳng cấp. Thêm nữa là các mảnh tường ốp gạch thẻ xung quanh giúp cho tổng thể công trình trở nên cao giáo và tránh được các vết bẩn, rêu mốc theo thời gian. Mang trong mình vẻ đẹp của lối kiến trúc hiện đại, các kiến trúc sư đã thể hiện một cách trọn vẹn thông qua bố cục và cách sử dụng màu sắc để không gian sống trở nên sang trọng và tươi mới. Việc sử dụng các tông màu tương phản như màu trắng, nâu cánh gián và màu ghi đã khiến cho không gian ngoại thất của mẫu biệt thự nhà vườn nông thôn đẹp càng trở nên ấn tượng. Ở đây, mẫu biệt thự nhà vườn hiện đại nhưng mang dáng dấp của phong cách tân cổ điển với những đường kẻ cùng với mái vòm cong và đèn chùm tinh tế ở sảnh trước và sảnh phụ, những kẻ chì lõm xuyên suốt các bức tường, tạo sự mềm mại và uyển chuyển, một sự kết hợp ăn ý và tuyệt vời. Phía trước căn nhà là những mảnh vườn nhỏ như tạo ra một khung cảnh yên bình, thư giãn được xếp lớp mềm mại với màu xanh như cận kề với thiên nhiên, tạo ra khung cảnh yên bình. Hệ mái nhỏ trên các ô cửa sổ cũng tạo điểm nhấn cho mẫu nhà này. Hơn nữa, nó còn có tác dụng che mưa, nắng khỏi hắt vào nhà khi mưa nắng quá to.
Mẫu biệt thự nhà vườn mái Thái đẹp này với lối kiến trúc đơn giản, hiện đại mang lại một diện mạo mới cho vùng quê nông thôn mà kiến trúc Kisato thiết kế. Mẫu biệt thự này với hình khối chắc chắn, khỏe khoắn cùng công năng tiện nghi đã chiếm trọn trái tim của chủ đầu tư. Sau khi khảo sát chi tiết khu đất dự kiến xây dựng công trình và lắng nghe mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã đưa ra phương án thiết kế mẫu biệt thự nhà vườn đẹp như sau. Chiều ngang của sảnh chính công trình là 17,3m, chia làm 5 lưới trục, từ trục 1 đến trục 2 là 5m, từ trục 2 đến trục 3 là 3,9m, từ trục 3 đến trục 4 là 4,5m và từ trục 4 đến trục 5 là 3,9m. Chiều sâu của công trình là 8,61m, chia làm 3 lưới trục, từ trục A đến trục D là 3,69m, từ trục D đến trục C là 4,92m. Thực sự một ngôi nhà không chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài đẹp rồi nói là hoàn hảo được. Muốn hoàn hảo thì ngôi nhà phải được bố trí các phòng chức năng hợp lý để tận dụng tối đa công năng sử dụng. Hiểu được một cách sâu sắc điều đó, chúng tôi đã bố trí các phòng một cách thật hợp lý cho ngôi nhà. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn công năng sử dụng của mẫu nhà vườn đẹp này. Phòng khách từ xưa đến nay được xây dựng để chủ nhân ngôi nhà tiếp đãi hoặc là sử dụng không gian sinh hoạt chung cho cả nhà. Thậm chí ở kiến trúc xây dựng một số nước, phòng khách có thể kiêm chức năng là phòng giải trí cho cả nhà xem truyền hình, nghe ca nhạc. Chính vì thế, Kisato đã thiết kế phòng khách cho nhà anh Cường với diện tích rộng nhất so với toàn bộ căn nhà là 22,7m². Không gian phòng khách mở nối liền với phòng thờ có diện tích 10,2m². Mặc dù đây là một mẫu nhà hiện đại, nhưng với thiết kế như thế này sẽ tạo được nét kết nối và nét truyền thống trong văn hóa của người Việt. Chúng ta đều biết rằng phòng bếp là nơi chuẩn bị và lưu trữ thức ăn, mà thức ăn là nguồn chính có tác dụng với sức khỏe của cả gia đình. Chính vì thế, việc có một không gian yên tĩnh và thoải mái để sáng tạo món ăn là rất quan trọng. Phòng bếp và phòng ăn có diện tích là 17,8m², có vách ngăn cạnh phòng thờ và không có cửa ra vào, tạo sự kết nối với sảnh chính và phòng khách. Vì diện tích của căn nhà khá lớn cũng như theo mong muốn của gia chủ, Kisato đã thiết kế cho nhà anh Cường với 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Trong đó có một phòng ngủ với diện tích lớn nhất là 13,6m², khép kín với công trình phụ là 4m². Các phòng ngủ còn lại của ngôi nhà có diện tích lần lượt là 13,6 và 2 phòng là 12,8m². Hai phòng vệ sinh còn lại có diện tích là 3,8m² và 5,2m². Cả để được cân đo, đong đếm kỹ càng với thiết kế hợp lý, quy trình làm việc với nền tảng công nghệ hiện đại chiếm 90%, chứ không phải làm thủ công với công nghệ truyền thống như các công ty thiết kế khác. Từ công nghệ khảo sát bằng máy bay Flycam kết hợp với GPS, kính thực tế ảo để đo đạc hiện trạng khuôn đất, xem phong thủy từ trên cao và công nghệ BIM, công nghệ thiết kế tốt nhất trên thế giới hiện nay, tạo ra cứ bản vẽ 2D thì có 3D, giúp cho gia chủ mô phỏng trực quan ngôi nhà để ngay cả một người không làm về xây dựng, chưa tiếp xúc với bản vẽ bao giờ hoặc các bác thợ ở quê không được đào tạo chuyên nghiệp qua trường lớp cũng có thể đọc được toàn bộ bản vẽ cho công trình của bạn. Xem đến đây chắc hẳn các bạn đang rất thắc mắc rằng không biết mẫu nhà về hình thể, công năng sử dụng tuyệt vời đến mức đó thì giá như thế nào. Theo Hiền Phương, mỗi một ngôi nhà với vật liệu sử dụng khác nhau, giá nhân công tại khu vực lại khác nhau sẽ dẫn tới giá thành khác nhau. Chính vì thế hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi nếu các bạn đang có ý định xây dựng và hứng thú với mẫu biệt thự nhà vườn đẹp này qua hotline 0963 459 288 để được tư vấn cụ thể. Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp hay thắc mắc gì, xin mời quý vị hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để đội ngũ nhân viên Kisato khắc phục và hoàn thiện. Và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube Kisato để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, cùng chiêm ngưỡng các mẫu thiết kế đẹp và độc đáo nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.